Dâu 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 bao con sâu, chào mừng năm sau anh em quay trở lại của MBG trong series bình luận PK lên server. Và đây là MBG đến từ server US và cả MBG hàng nhái cũng đến với chế độ số mắc anh em nhá. Đừng quên 3 khung giờ ngày chúng ta 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Và tất nhiên rồi, tối ngày hôm nay ngày 27 tháng 1 vào lúc 8 giờ 30 hoặc là muộn hơn một chút nhá, 20 giờ 30 hoặc là muộn hơn một chút đi. Vì tối ngày hôm nay mình bận với cái tựa game Meta Sloom kia, anh em đánh quân đoàn một tí, 8 giờ đánh thì 8 rưỡi mới xong. Lúc đó mình mới rảnh để mà livestream rồi anh em nhá. Hẹn anh em vào lúc 8 giờ 30 tối ngày hôm nay nhá anh em nhá. Nhớ nhá. 8 giờ 30 tối ngày hôm nay. Ngày 27 tháng 1 chúng ta sẽ có buổi livestream tiếp theo. Anh em nhớ mang theo nút like. Anh em nhớ mang theo nút like này, nút comment này cũng như là 10k Momo để ủng hộ cho em cái gì ạ. Chết rồi. Chế độ số mắc à. Số mắc của US. Kratos của server 111. Kratos có server 111. Vậy là có tư chất 15 rồi anh em. Ukyo Tachibana. Tiếp theo chúng ta lựa chọn Zero. Maki Kagura. Và Kyo 14. Bên kia có single và giáp à? Mình Kyo và Duolon à? Được lại. Được của nó đấy. Thằng đệ này thì tuổi gì nha, đúng không? Thằng đệ này thì tuổi gì? Thằng đệ này thì tuổi gì? Đệ này mà dám ho he với sư phụ à? Đệ mà dám ho he với sư phụ à? Sư phụ Kyo của đời đây. Thằng đệ no nghe cái gì? Sư phụ Kyo còn ở đây, thằng đệ ho he cái gì? Ai cho mày ho he ở đây? Mày ảo thế nhỉ? Láo thật đấy. Rõ ràng tính thằng đua lon ở đây là đấm vào đua lon cùng lại đấm vào thằng Kyo. Kyo mình làm gì lên tội lên tình đâu. Kyo mình làm gì lên tội lên tình đâu anh em. Phải em đi cà phê ấm cúng nhá. Mẹ đấm vào thằng Kyo kia à? Ra khỏe thế nhỉ? Ra khỏe đấy. Phong ấn đi. Khóa mõm nó lại, nó khóc ngay có gì rồi nhỉ, đúng không? Phong ấn này nó vẫn đấy rồi rồi. Thật mẹ đeo tất chứ không mà vẫn xuyên chân tay. Nó chưa con nào mình vẫn máu được. Ảo ma đấy nhỉ.
Ma đấy, ma Karada đấy, hai con lên mặt quỷ à? Ưu tiên đánh con nào? Rồi, yeah. Nào vậy thế à Kyo? Con Miku chết rồi, anh ơi, Miku hết lag rồi, con Miku chết rồi mà nó vẫn hiện cái ấy rồi kìa. Con Miku chết rồi mà nó vẫn hiện cái vậy, vẫn hiện cái tuyệt kỹ của nó lên. Ảo thật đấy. Mày mày hơi rát rồi đấy. Ma thì sợ gì ai? Người xấu ma chả sợ ai hết. Quá độc diêu, gọi là cái mặt quỷ có xuyên bổ, có sức hút hơn so với con giáp này nhỉ? Đi vẫn đấm được à? Ảo ma nhỉ? Kyo Invi vẫn đấm được nhỉ? Kyo Invi vẫn đấm được như thường. Ủa, có một ma nhỉ? Vãi lọ thật. Kyo ngất đi kìa anh em kìa. Ê chứ lệ. Ôi hỏng rồi. Ôi cũng thua ngược kìa. Mẹ cay thế vậy. Kyo là gì nó đấm ngất được nhở? Mẹ rát đuôi thật đấy. À đùa lòn. Mặt quỷ là single này. Không khiêu khích được à, không phá họ, không phá được chiều. Bây giờ thì tí là rát lại. Để nó đấm phản liên tục, cuối cùng còn đấm chết kìa anh em kìa. Mẹ còn thua, không phải thua bởi thua tướng mà thua dính thua kiểu sắc đao luôn. Ảo thật đấy, không tin được. Không tin được anh em ạ. Cùng đến cái đấu tiếp theo nào.
khá bất ngờ. Mình đã bị bất ngờ anh em ạ. Mình đã bị bất ngờ thật sự đấy. Damian Iori của server 111. Đã có Sermi Zap Iori Maki Kagura. Ôi trời ơi, Long Hổ à. Miku nó không có nộ cho nó rồi. Đánh trước khi nó mang Long Hổ lên. Thế thằng này hỏng rồi. Nó không kịp mang Long Hổ rồi kìa. Đấy, nó tờ ăn tan hình tàn rồi. Ôi, đời bạn tàn rồi. Đời bạn tàn rồi. Sumi phá bút nữa thì đời bạn tàn rồi. Vẫn mà lốc được à? Cũng không có ý nghĩa gì ở đây hết nhá. Damian Iori, bạn không mang cặp Long Hổ ra là bạn xác định với tôi rồi, đúng không? Bạn không mang cặp Long Hổ thì bạn quá sai rồi. Bạn sai trông rất sai rồi. Cùng đến trận đấu tiếp theo nào. Không những sai, bạn còn trông chất sai cơ. Eclipse. Eclipse em biết là gì không? Nó là khẩu súng snip. Nó là khẩu snip ở trong tựa game Meta Slum của chúng tôi. Tôi không ngờ tôi có thể gặp một thanh niên mang tên là Eclipse ở đây. Không ngờ được ấy. Không ngờ được đấy. Ui ôi, bạn cho tôi cả Mai, cả Athena để Eclipse bong nó gì nữa. Mẹ, hai thanh niên giảm nộ và giải hiệu ứng ở đây đi. Bạn chống bằng mắt à? Bạn chống bằng mắt à? Hay là bạn chống bằng cái gì? Còn đến như nó tiếp theo này. Bạn chống bằng mắt hay chống bằng cái gì? Slayer, Slatter, Angle, Rugal. Combo huyền thoại ngày xưa đấy anh em. Anvil và Rugal Clearlit. Và ui rồi, mẹ định lấy Lin nhưng mà thôi, nhìn thấy có Rugal ở đây mà lại không lấy đi, phí quá nhỉ. Đi cu cơ. Họ đánh trước hay mình đánh trước đi nhỉ? Họ đánh trước hay mình đánh trước vậy? Rồi, đúng lộ lên hình rồi. Đúng lộ lên hình.
Sao hồi lộ không nhỉ? Ôi ôi, vậy sao con DC vậy trời? Ôi ôi, hỏng rồi. Anh ạ, con độ này hỏng rồi. Hồi sinh còn block rồi, cứu rồi này ạ. Đã hồi sinh gần Nam Lét còn phải block nữa rồi. Chỉ sợ ăn độc của Linh mà chết thì... Không cứu rồi nhỉ? Không cứu được. Không cứu được, Lin có nộ rồi. Không cứu được anh em nha. Chịu rồi. Cứu bằng mắt. Cùng đến trận đấu tiếp theo nè. Orochi Perry 2003 Underhell. Giờ này lấy Orochi Zacio nha anh em. Saiki ngon. Ôi dồi, Saiki lại đi với Elizabeth cơ. À, không sợ lắm. Kéo Zacio vào sau nhá. Lòng hố này khắp ở kia đấy. Kéo lòng hố. Này bắt buộc phải mang ông tướng này vào rồi. Khiên nó sai kỳ. Con mẹ nó chứ lệ. Ê lệ. Cay thật. Hơi bị cay đấy. Hãy
hơi bị cay mày đấy. Cái con bỏ mẹ này động chạm kéo gì nó đâu nhở, nó cứ phản mình như vậy. Mình có động chạm mẹ thì nó đâu, nó cứ phản mình nhỉ, đúng không? Con da thổ rõ ràng đánh con DC, đánh thì con Elizabeth thôi. Sống được rồi. Khiêm thật. Ú, mày cay mày lắm rồi đấy. Đéo hiểu, mình có động chạm với con Elizabeth đâu nhở? Hay là có cái gì mà cứ phản là nó tính là mình đánh vào nó nhở? Rồi xong, thảo rồi. Đi chân lạnh toát rồi, mẹ khiên của nó khó chịu quá. Khiên của Elizabeth khó chịu thật. Rõ ràng mình không chạm nó chứ anh ạ. Mình đâu có chạm nó đâu mà nó lại tính thế kìa. Không chạm tí nào nó vẫn tính kiểu là phản, đánh vào nó để nó phản. Ảo ma thật đấy, mình chưa gặp tình huống như thế này bao giờ. Đúng không? Không đánh vào nó nhá. Mà nó vẫn cao tơ lại. Thề các bạn, mình chưa gặp tình huống này bao giờ. ほらほら。青、そこけん。ふ。ほら。どうですか?初戦は。遅いよね。何しのあら。いや、別に、これ、こう、はんにね、このゴール。これ、こう、はんに、このゴール、君、もう。 Mình đánh nó đâu động một cái gì nhở, hay nội tại của con kia nó có liên quan gì không nhở? Mà đánh nó không phản, không đánh nó phản sao được anh em nhỉ? Không đánh mà nó phản trong mắt à? Trời ơi, không động một tí nào luôn. Không động một tí nào luôn chứ. Nó liên quan đến cái gì anh ạ? Khiên Elizabeth khó chịu thật nhỉ. Bút phun khiên lên này. Chỉ việc đứng nhìn. Mình còn chưa cướp tơn. Mẹ chết rồi, chưa cướp tơn. Chết rồi mà vẫn chưa có cướp tơn. Để nhẽ dùng ngôn ít trước. Do vậy vì sao nhỉ? Khó giải thích thật đấy. Phải động vào nó mới phản, chứ không động vào nó tự nhiên nó phản làm gì nhỉ? Hay là do nó bút khiên là con Saiki, mình đánh vào cái khiên của con Saiki thì nó cũng ăn tính là phản của nó nhỉ? Đúng rồi nhá. Hay mình đánh vào khiên nó cũng tính là và bút khiên của con Saiki nhỉ anh em nhỉ? Có lẽ là vậy rồi. Ok đây, clip này mình xin phép tạm dừng đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại em clip tiếp theo nhé. See you again và thank you. Bye bye.